đội ngũ Nam Tiên triển khai đội hình tiếp tục thi đấu. Xin mời tổ đội ta tiếp tục lên trận đấu và trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra. Nếu đội nào không kịp hùng sẽ coi như là thua. Mời đồng chí Hồ Minh chúng ta chính tiếp tục đi hơn trận đấu và yêu cầu hai đội triển khai đội hình tiếp tục thi đấu. Ban tổ chức xin thông báo sẽ thay đổi công tác chính, đồng chí Ngọc sẽ thay đồng chí Hồ Minh bắt công tác chính. Không có bóng, loa bóng đi, không có bóng. Nam Tiến chạy quá. Đứng đây, đứng đây quay giờ. Xin mời chúng ta tiếp tục với trận đấu và tỷ số bây giờ xin ra ngoài là 16-13 như về đội Nam Tiến. Ban tổ chức lưu ý là xin thông cảm tỷ số bên kia là 15-13.
15 được. Bên này là tổ đội ta chiến thắng về đâu? Tỷ số bây giờ là Liên Thiện 15, Nam Thiện 13, đề nghị trọng tài tiếp tục lên từ đây. Đề nghị sáng tạo trọng tài lúc nào bây giờ. Hai đội này cười chắc lâu rồi. Liên Thiện bạc bóng. Hay dữ lắm. Đúng rồi, hay dữ lắm. Hay cười chắc lắm. Đề nghị là đồng cao 2 chấm cao là đội hình Liên Thiện phạt bóng, Nam Thiện lưu ý. Đề nghị khán giả chúng ta lưu ra họ muốn biết một mét để thuyền cho trận đấu. Đi cả đội cổ vũ mà nếu có thủ đoạn mà không thi đấu được rồi. Đi đội cao tiếp tục thi đấu. Thì số bây giờ là Liên Thiện ăn quả này, ăn nát cái quả này. Bên đội bán, bên bán. Đi công tay lưu ý. Điểm bóng cho Nam Thiện 14-15. Nam Thiện được bóng, Liên Thiện lưu ý. Cài đồng tay, đồng tay, bông đồng tay, mà cài đồng tay thử đi. Đây là các cầu thủ chúng ta không nên cài con chiến rất nữa, đây. Nếu còn cầu chúng ta trả ta là đúng. Đánh bóng đi. Hai. Đánh tay chính dẫn bóng phải đi. Thay đổi hình mỗi luôn thôi đánh như thế này ý chí đấy đây 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 anh đang chiến thắng sẽ chuẩn bị đội tuyển chuyên đến ba mắt tổ chức để có ghi âm. Hai đội như vậy đánh lên đi. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không để lại, chưa có bao tay, thế này. Nếu nhà bên hơn chạy lại, bên lại. Nếu sai cứu mình đâu thì bên lại. Công tác nên kiểm tra coi chừng những người hiện của quân. Thưa các đại biểu và các đại biểu ban tổ chức không có ai mời lãnh đạo rồi. Nên đôi nào không đánh, bị lại, lên cái bàn một tay, tiếp tục. Ai cho quy giải lên cầu coi. Thì số bây giờ là 15-13, nhưng mà người vô địch lên tiếng. Đây thì là quy lên và ba đội âm trận tiếp tục đội âm trận đâu, lên tiếng được đâu. Thank you.
trận bóng ra ngoài, điểm cho Lưu Tiến 18-14. Đây là các khán giả đứng không đúng đấy, đây là khán giả đứng ra hàng đấy, để không đấy. Cái trang vào áo mưa cái đúng vẫn là nó thế được một bóng điểm cho Nam Tiến 15-18. Mấy mươi lẻ đừng cái như mày cái tắc thì đúng rồi thì đội cho Nam Tiến 16-19. Các công viên lên. Các công viên lên.
đồng chí Đạt, đồng chí Nghị, đồng chí Quang và đồng chí Hải tiếp tục điều hành là tổ đạo viên. Vì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.